Rồi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách mọi người đổi cái thư mục mà mod của game ATS2 hoặc là ATS. Thì mặc định á, cái game ATS và ATS2 nó dùng trong cái document này ha. Nó có cái thư mục này và mod. Chúng ta mod vào rất là nhiều, ví dụ mình mod rồi mod này tới 8 GB nè. Thì làm như vậy thì ổ C nó rất là nặng. Thì đây là một câu hỏi rất là hay của bác Hải Đăng. Thì bác hỏi là có muốn có cách nào để đổi cái thư mục này nó qua cái ổ đĩa D hay là E được không? Thì câu trả lời là được ha. Thì trước tiên chúng ta qua một ổ đĩa khác đi. Bây giờ mình muốn đổi cái thư mục mod của mình qua ổ D. Thì mình giả sử như mình tạo một cái chỗ đi là new ATS2 rồi. Ok ha. Rồi bây giờ cho trong cái phần game của chúng ta tìm cái file SE của nó trong local file này, rows local file này. Đó, hiện tại là vào bin nha. X64 hoặc là x86, thì nếu các bạn chơi online offline thường xuyên thì dùng X64 luôn. Rồi, đây là cái file để mở game đây nè, thì chúng ta bấm chuột phải và đưa nó ra màn hình socket. Rồi, ok. Đây, đây là socket đây. Thì mình sẽ đặt tên là C đó. Rồi mình sẽ copy ra nha. Đó, đây mình sẽ đặt là OD, bởi vì mình muốn cái mình sẽ làm hai thứ. Một cái này là vẫn dùng cái document cũ, nó vẫn dùng cái document cũ. Khi mình mở cái này á, vẫn dùng cái document cũ. Còn khi mà mình mở cái này á thì nó sẽ dùng cái ATS2 của mình trong này nè. Bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Bấm chuột phải vô nè. Đấy, ở trong này chỗ thằng target nè. Các bạn thêm một cái dòng như này. Home dir, đường dẫn thư mục game ở ổ đĩa khác. Đây, ví dụ như mình có cái đường dẫn của mình là new ATS2 d 2.new ATS2, vô chỗ này cắt cắt ra nè, gạch ngang home dir giống gạch kép đó, d 2.new ATS2 đóng gạch kép, apply, ok. Rồi thì bây giờ mình mở luôn nè, các bạn nhìn thấy thư mục ở trống không này nha, thư mục trống không nè. Đây nó hiện lên đây là nó hỏi bạn là có cho phép mở bằng cái kiểu này không, bấm ok. Rồi ok, bình thường thắng cho phép nó mở đấy. Thì lúc này á là cái thư mục mới này nó chưa có cái gì hết, cho nên là nó rất là sạch sẽ nè. Đấy, sạch sẽ nha. Đây là mấy cái mod của workshop thôi. Ok, mình thoát ra đó. Thì lúc này các bạn thấy á, đó là trong cái new ATS2 của mình á, nó đã tạo ra phải không, mod nè, riêng luôn á nha, một cái mới mà nó rất là giống cái document của mình luôn nè, document của mình nè. Đấy, thì như vậy lúc này là mình đã có hai cái chỗ mà để mình mod luôn, một là ở OC document của mình là mặc định của game, và hai là ở OD của mình, cái thư mục do mình chọn nè, thông qua cái câu lệnh home dir. Rồi và mình đồng thời mình cũng tạo ra hai cái lối tắt luôn, một cái là vẫn dùng cái ổ đĩa mặc định là ổ doc của mình á, một cái là dùng ở ổ D. Thì các bạn có thể đổi qua cái từ ổ E, ổ F gì tùy các bạn ha. Cái code là chúng ta sử dụng cái câu lệnh này home dir. Ngoài ra còn có một số câu lệnh khác như là no intro là nó không chạy cái vòng xoay lúc mà mới vô á, nó có cái vòng xoay giới thiệu logo á, và một số câu lệnh khác nữa. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn thêm trong cái bài viết. Còn video này là mình hướng dẫn bao nhiêu thôi.